Triệu Phú sở hữu 19 công ty, 12.000 bất động sản cho thuê bật mí mánh khóe kiếm tiền giúp người giàu ngày càng giàu hơn. Đa số không biết nên mãi nghèo. Người giàu không đặt ưu tiên phải sớm mua nhà bằng được, cũng không vội đa dạng hóa đầu tư khi chưa có nhiều tiền. G. Gian nay là triệu phú tự thân nổi tiếng người Mỹ. Ông là giám đốc điều hành của Cado Capital, công ty cổ phần đầu tư bất động sản nổi tiếng, tác giả cuốn sách bán chạy quy tắc 10X và là người sáng lập phong trào 10X và hội nghị tăng trưởng 10X. Ông sở hữu và điều hành 7 công ty tư nhân và danh mục đầu tư trị giá hơn 4 tỷ USD cho các dự án đa gia đình. Tôi đã mất 20 năm thử nghiệm và sai lầm trước khi gây dựng được khối tài sản dòng trị giá hàng trăm triệu USD. Giờ đây, ở tuổi 64, tôi vẫn ngày ngày nâng cao thu nhập từ 18 công ty do chính tôi thành lập và 12.000 căn hộ mà tôi sở hữu. Triệu Phú chia sẻ, dù sự nghiệp viên mãn nhưng ông luôn ước mình biết sớm hơn về cái cách những người siêu giàu nghĩ về tiền bạc ông đã xây dựng mối quan hệ với nhiều triệu phú trong suốt sự nghiệp đầu tư và đã dành nhiều năm quan sát các thói quen của họ và dưới đây là những gì họ làm theo cách khác biệt để trở nên thực sự giàu có ngày một họ không vội đa dạng hóa các khoản đầu tư thông thường ta đều nên đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách dành tiền vào các loại cổ phiếu quỹ và các khoản đầu tư khác nhưng khi những người giàu nhất gây dựng tài sản họ thường dốc toàn lực vào một hoặc một vài dự án chính và sau đó mới đa dạng hóa khi đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn Chẳng hạn, Elon Musk đã đặt cược cả 22 triệu USD, số tiền ông thu được từ việc bán công ty đầu tiên. Cho công việc kinh doanh tiếp theo, một dịch vụ ngân hàng trực tuyến có tên. Sau khi sắp nhập với PayPal, Musk đã kiếm được 180 triệu USD từ việc bán PayPal cho eBay. Và điều đó đã cho phép Musk có thêm nhiều tiền để đầu tư vào Tesla, SpaceX và các công việc khác. Hai, Họ biết rằng nợ chỉ nên dành cho kinh doanh trong quá trình xây dựng tài sản tôi không tự tích nợ cho bản thân từ những khoản mua sắm không cần thiết như quần áo hàng hiệu hay những ngôi nhà xa xỉ tôi cũng không muốn lãng phí tiền vào việc trả lãi thay vào đó tôi muốn đặt tất cả những gì kiếm được vào việc tạo ra nhiều tiền hơn đối với tôi đó là đưa thu nhập vào công việc kinh doanh tôi cũng trả tiền mặt cho những ngôi nhà của mình và chưa bao giờ để phát sinh nợ lãi trên thẻ tín dụng trong một số trường hợp, nếu đang cố gắng xây dựng một công việc kinh doanh, nợ có thể giúp ta kiếm tiền bằng cách cho phép ta nhanh chóng tiếp cận với các loại tài sản tạo thu nhập. 3. Sở hữu nhà không phải lúc nào cũng là khoản đầu tư đầu tiên. Nhiều người nghĩ rằng mua một nơi cư ngụ là một mục tiêu quan trọng hàng đầu, nhưng những người giàu có hiếm khi làm điều đó sớm. Theo ý kiến của tôi, việc sở hữu nhà không phải lúc nào cũng mang lại lợi tức đầu tư giống như những lĩnh vực khác. Tôi sở hữu ba ngôi nhà, nhưng tôi đã không chính thức mua chúng cho đến khi có dư giả tiền mặt. 4. Bất động sản cho thuê là một nguồn thu nhập hoàn hảo. Bất động sản cho thuê mang lại lợi nhuận hàng tháng từ tiền thuê sau khi đã trừ đi thanh toán thế chấp và chi phí bảo trì. Là một cách tuyệt vời để tăng thu nhập. Ta có thể kiếm thu nhập thụ động từ việc sở hữu những bất động sản này và việc bán chúng cũng thường dễ dàng hơn so với nơi cư trú chính. Khi bán một nơi cư trú chính, ta phải tìm một người mua muốn sống ở đó. Khi bán một bất động sản cho thuê, ta chỉ cần tìm một người mua muốn kiếm tiền. 5. Họ luôn mua với số lượng lớn. Người giàu sẵn sàng chi nhiều hơn cho mỗi lần mua để có được mức giá trung bình tốt hơn và tiết kiệm thời gian tối đa. Điều này có thể áp dụng cho một doanh nghiệp, người giàu có thể ký hợp đồng mua vật tư hoặc thiết bị số lượng lớn, hoặc cho cả cuộc sống cá nhân. Khi có thể, hãy mua những thứ không có hạn sử dụng với số lượng lớn. 6. Họ đầu tư vào mạng lưới mối quan hệ. Chưa bao giờ có ai đó đầu tư vào tôi mà không biết rõ về tôi. Và hầu hết bất động sản mà tôi sở hữu ngày nay đều được mua từ những người đã chọn tôi thay vì những người đủ điều kiện khác. Vì chúng tôi đã có sẵn các mối quan hệ và họ tin tưởng vào khả năng chốt giao dịch của tôi, một người càng biết rõ về bạn sẽ càng tin tưởng vào tài năng và kỹ năng của bạn. Điều này mở ra các cơ hội tốt hơn, quyết định nhanh hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc tạo và duy trì một mạng lưới phù hợp quanh mình. 7. Họ không bao giờ hài lòng. Một trong những người bạn của tôi đã làm việc với những người giàu có nhất trên thế giới. Có lần tôi hỏi anh ấy điểm chung của họ là gì và anh ấy nói, không ai trong số họ hài lòng với những gì đã hoàn thành, mà thay vào đó, họ tập trung vào mục tiêu tiếp theo có thể đạt được. Những người giàu có không bao giờ hài lòng với những thành tựu trước đây. Họ tin rằng bản thân luôn có thể gặt hái nhiều hơn nữa. Điều này giúp họ nghĩ lớn về các ý tưởng kinh doanh, phát minh, đầu tư trong tương lai. 8. Họ không lãng phí thời gian để cố tự làm mọi thứ. Người giàu biết rằng thời gian là nguồn tài nguyên duy nhất thực sự khan hiếm không ai có thể mua thời gian vì vậy họ tối đa hóa thời gian bằng cách không cố gắng kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong công việc kinh doanh hoặc danh mục đầu tư thay vào đó họ tìm cách tuyển dụng và ủy thác hiệu quả cho một đội ngũ những người giỏi thông minh dưới trướng